con. Ừ, ngày mai nói là xong là phải khỏe luôn rồi đó, là dạ, khỏe luôn rồi bình đó thường. Ừ, bình thường cái lại. À, thôi coi anh cho đi bán trên đó nữa không? Ừ. Nhưng mà đi bán em đi bán. Ừ. Tại anh mới 5 tháng nữa mới ra. Mà em muốn biết cái vụ mà nói đi trên trời vậy đó, em không có biết cái vụ nói đó. Vậy mà em tò mò mỗi ngày luôn. Dừng bừng ao bao con chút giặt thôi. Chút để giặt không, bắn rồi, bắn trong này rồi em giặt đồ hết trơn, làm trong nhà sạch sẽ hết trơn luôn. Mà muốn cho bên ông cả ông lục lại đó. Với mẹ, bên mẹ lại nói chuyện phụ nhiêu cho mẹ vậy đó. Nhưng mà tiền nó tới tay em biết, nhưng mà đi lấy trên tìm vàng tìm gì em biết đâu. Ok, vậy là ngày mai ta đem lại ta nói. Ta nói chuyện đâu đó rõ ràng luôn. Rồi anh mua đồ này còn trong đó đó cho đem tới nhà đi mua quần mặt. Đem luôn hai quần áo luôn ha. Đem hết chân luôn. Rồi, vậy ngày mai ta đem lại luôn, nói chuyện luôn. Giờ mình ra trước mình ngồi mình uống cà phê, uống nước vậy, nói chuyện đi, bình thường hơn. Này cặp nào đi, đồ này mấy ngày không được giặt. Để đi, chút thôi giặt. Chút đi. Nào, chuẩn bị đi nè. Rồi, trước ngồi chơi đi. Con. Dạ, trước ngồi đi. Để điện thoại đi, làm gì lúc nào cũng cầm điện thoại trong tay chứ gì. Chơi đi. Hả? Không sợ, sợ nít đem đi phá. Sợ nít đem phá hả? Dạ. Lúc nào cũng giữ điện thoại kè 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 anh Mạnh Trân ha. Quá trời luôn, là giữ điện thoại hơn là giữ người yêu nữa. Tôi như yêu trong này. Hả? Yêu con trong này. Vì người yêu làm trong đó hả? Giữ điện thoại kè 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 giống như là giữ người yêu mà. Tuấn Dũng xin ái kính chào toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay Tuấn Dũng trở lại thăm người phụ nữ Khmer. Cách mấy ngày nay thì người phụ nữ này bỗng nhiên là có một cái triệu chứng giống như là tâm thần hay hoặc là ma ám gì đó, cho nên là chỉ cũng hơi nói sàm sàm. Thì Tuấn Dũng đã có đến thăm và xem tình hình như thế nào thì đã chở chị đến chùa để gặp cô Năm và cho cô Năm xem bệnh tình của chị coi là cô Năm có giúp được không, bởi vì cô Năm thì cũng hay trị những cái bệnh tà ma đó. Thì sau 3 ngày Tuấn Dũng đã đưa chị ở trong chùa thì cô Năm cũng tìm nhiều phương án để mà điều trị cho chị, thì cô Năm đã xác định là cái người phụ nữ này không phải gì có vong nào theo hết, không bởi vì tà ma mà do bị ảnh hưởng tâm lý về thần kinh. Bởi vì chị cứ nói sàm sàm trong điện thoại, rồi chị nói là có một cái cuộc tình giữa chị và với một cái ông Lục, là đã hứa hẹn với nhau là để sau khi mà ông Lục đó ra đời thì sẽ cưới vậy đó. Cho nên là chị cứ nhắc tới cái người đó hoài. Thì với thêm cộng thêm một phần là vấn đề kinh tế gia đình thì chị có buôn bán trong chợ, rồi cũng có thiếu nợ khoảng mười mấy triệu. Bởi vì gia đình nghèo thì chị lại lo cho cha mẹ già với thêm một cái người chị bị thần kinh 20 năm, với một đứa con của người chị đó là chị cũng nuôi luôn để ăn học luôn. Vì kinh tế gia đình cũng khó khăn, là chị buôn bán thì cũng có mượn tiền ở bên ngoài của người ta, mà do hứa trả mà không trả thì người ta đòi, cho nên chị cũng bức xúc, bức buồn bã, rồi chị sanh lên cái chứng bệnh thần kinh này. Thì hôm nay Tuấn Dũng đến thăm chị coi có tìm cái cách nào để mà giúp cho chị nữa không. Thì xin mời quý vị cùng theo chân của Tuấn Dũng vào thăm gia cảnh của người phụ nữ này nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Gì hả? Chợ cũng được. Rồi bà, bà Năm hả, bà nói sao? Nói vậy nè con, nói miệng mà ma quỷ dạ. Thì bà tiếp được. Bà tiếp được. Còn bây giờ không có thấy ma quỷ đâu, cái này là thần kinh. Gì hả? Dạ, thần kinh. Vậy là bà xét rồi là không có ma quỷ nhỉ? Dạ, không. Xét rồi, bà cho về. Vậy nha. Dạ, vậy hả? Vậy là bà cho về ha? Dạ, bà cho về. Vậy là bà nói vậy đó hả? Rồi con là... Nói coi hết trơn rồi mẹ mà ma vậy. Vậy dạ. Bà tiếp ba được. Dạ. Mà bây giờ này... tại vì... như thần kinh. Dạ, dạ. Rồi miệng mà kêu cái tên người nó thương nó không à. Mà người ta còn ở tu, bây giờ mình nói điện thoại đi á, mình nói bây giờ á cho cái chú mà chở ông Sải đi chơi bơ hở cho rồi cũng được, rồi với mẹ của ông Lục đó cũng được, lại tới á, cho con thấy trước mặt. Nói đi rồi con hết bệnh rồi.
Bây giờ mình nhưng mà bây giờ mình làm sao mình liên hệ mình được với người đó vậy nè, mình liều mạng, mình có số. Dạ có số ha. Bây giờ mình nói điện, đó mình đi. Điện đi bây giờ như nhờ tiếp giúp. Ơi, giờ nhờ giúp đi. Dạ. Mà tôi không có nói vậy đâu mà nó biết cái chuyện này nó cái ông đó chở sư đi chơi. Dạ dạ. Đi chơi rồi sư cũng nói cho con cho em đợi sư được thì đợi đi. Dạ dạ. Nói nhà được. Có nói có một tiếng này thôi miệng mà không bệnh nó không bao giờ nói. Dạ dạ. Nó như biết người ta còn sư nó không có bao giờ nói. Nó hồi lúc nó không bệnh nó con. Tôi nghiệp lắm. Dạ dạ. Vậy là nói con à điện một tiếng hỏi thăm chơi chút được không ta? Dạ. Không điện đâu. Dạ. Chơi đó em. Dạ dạ. Nói ít lắm, nói một vậy là con có điện cho cái người kia chưa? Chưa. Biết đâu nhiều khi mình điện cho cái người kia lại, cái người kia nói là cổ sẽ tỉnh lại đó. Nó ớt năm nói cũng vậy nó bây giờ mình á. Bây giờ nó biết sư đó ở chưa ra đó. Bây giờ nó nói vậy nè. Em nói cho hai ba ngày. Nè. Nói xin ba ngày. Không em tính cho hai ba ngày đó. Mơ dân phung cho em mau bật lọc lắm nè con á. Tiếp đọc kinh đó. Rồi vậy nè con. Bởi vì bằng đầu á thì nói sư đó nè. Rồi bây giờ biết là cái ông đó đó. Dạ. Thường sở sư lại chơi. Dạ dạ. Bây giờ mẹ cho cái chú đó chở mẹ của sư lại cũng được. Dạ. Nói dạ. Chuyện với tôi đi dạ. Phụ bao nhiêu. Dạ. Phụ vàng bao nhiêu, tiền bao nhiêu, tôi là tôi hết bệnh rồi đó. Dạ. Nói dạ. Vậy đó. Gì hả? Bây giờ mình điện cho đi sư nói vậy đó. Dạ, mình điện cho sư đi. Ừ, sư có giúp được đó. Không? Nhờ nói sư tiếp đi. Dạ dạ. Tiếp giúp đi. Bây giờ cô lấy điện thoại cô điện cho sư thử coi sao. Điện thử đi. Thử coi sư nói làm sao. Em kìa. Dạ. Em tôi em dạ. Đi đắng đi con. Đi đắng đi con. Đi chơi đi chưa? Đi điện thoại không, chưa? Đi con đi nói với cô em điện thoại đó. Dạ dạ. Đi Lục rồi. Dạ dạ. Bây dạ. Giờ cho cái chú tên Tà Nho. Dạ cái chú mà chở ông Lục đó ha. Tên Tà Nho dạ, nói dạ, dạ. Cho ông đó chở mẹ. Chở mẹ của, ông Lục lại. Mẹ của ông Lục lại dạ, đi rồi để nói chuyện. Cô tôi đi. Nói chuyện đi nói bây giờ nè phụ bao nhiêu. Phụ vàng bao nhiêu, phụ tiền bao nhiêu. Bây giờ chừng nào ông Lục ra đó tôi lại cưới. Dạ. Là tôi hết bệnh rồi đó. Dạ. Chị nói nhiêu thôi là bà hết bệnh đó, bà nói gì luôn đó. Nó gọi bà năm cô nói nữa. Dạ. Nói mà kêu cái người mà nó nói tên nó thương đó miệng mà nói cho một câu đi. Dạ. Như là ăn ủi đi. Dạ ăn ủi đi. Một câu ăn ủi cho nghe được đi. Là 100%, 5% đó. Bớt. Dạ dạ. Cô đó nói đó, cô năm đó. Cô năm nói vậy đó ha. Dạ. Thì bây giờ ở đâu cô điện thử cho ông Lục có thử cô. Điện đi cô nói đi không sao đâu bây giờ cô kể là... bây giờ cô kể cái nghe cô kể cái đục, cô kể cái sự tình của bà hiện giờ là bà đang gì đó đó bà cô nói đi thử cô coi nè anh với nè anh thư mới cô vô rồi đó cô không dám nói cái gì à, biết rồi bà vô tu rồi bà vô ấy rồi đó hay là bà nói hay là bà dạ, nói dạ tôi nói gì cô bấm điện thoại đi à, điện thoại nó hết tiền. Tôi nói dạ tôi nói anh mình nói vậy nè con dạ phải á, mình kêu cho sư lại đó cái đó dạ. Là khó lắm dạ dạ đúng rồi bây giờ nó nói cho Tà Nho đó tên Tà Nho chở mặt ông lúc trước hoài à dạ. Lâu rồi dạ kỳ này nó không có điện nữa đâu dạ. Ai biết người ta còn ở sư đó dạ. Không có nói cô trong lòng thương hoặc không có bao giờ điện dạ không dạ. Bao giờ nói đâu dạ rồi bây giờ mình nói vậy nè mình nói bây giờ sư ơi bây giờ nó đã nó bệnh vậy rồi dạ nó kêu tên sư bây giờ nó nói vậy nè nó nói cho ông Tà Nho đó quen chở sư lại đó hen dạ. Bây giờ chở cho mẹ sư lại tới nó đi cho dạ. Nói giống như là giả bộ nói chuyện bây giờ giả bộ đi thưa giả bộ đi nói bây giờ tôi đóng nè vàng bao nhiêu nè yeah, tiền yeah. Bao nhiêu bây giờ có sư chưa ra yeah. Chừng nào sư ra tôi lại cưới yeah. Nói vậy thôi dạ dạ là bà dám nói vậy tôi dám nói còn yeah. kêu chờ sư lại tôi không dám nói dạ 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 hen con đúng rồi đúng rồi con. Mình chỉ nói nhờ cái người mà chở sư á dạ 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 thì ông nó cũng thương nó chở sư lại mà. Thương nó
con thấy khổ không con? Dạ. Cho nó đi đi trải tiền. Chứ là nó có hư, nó bầu buồn băng, nó có uy tín lắm, ta thương lắm. Con nhỏ này là nói bị tăng thẳng, là uy tín đó. Dạ. Đầu óc nó suy nghĩ đủ con chảo. Con ra miệng mà như là người nó mua đồ người này ha. Dạ. Miệng mà nó mua rồi nó lại bán, nói ơi bây giờ ta nói bán đi 2-3 ngày đưa tiền ta, rồi 2-3 ngày ta lại là nó đưa người ta vậy này, rồi tới chừng nó như nó chạy không nổi đó. Nó không được đưa người ta thì nó đó là nó tức chỗ đó, người ta lại đòi nó là nó chịu đó, không chịu ha, tức nó mất uy tín đó con. Con hỏi thì sáng rồi con người kia có 2 triệu à, cái ông sư đó nói vậy nè. Chị thiếu nợ là khoảng mấy triệu mà chứ bị gì? Khoảng trời ơi nó thiếu một người cộng 2 người 2-3 triệu, người 5 triệu, 3 triệu gì đó. À nó không từng thiếu. Dạ dạ, không nói thiếu. Gì con hiểu không? Dạ dạ dạ. Cái kiểu là 100 ăn 200 đó, đông quá đó. Dạ dạ. Ừ, rồi như nó lặng. Con lâu lâu nhỏ này đầu óc quay con luôn, nó mấy người này mười mấy hai nè, nó từng uy tín đó con. Dạ. Cứ nó mua người ta trả đàng hoàng uy tín đó con. Dạ. Rồi nó biết người ta thấy nó phải nó không có tiền đâu. Dạ. Nó đi bán người ta nói nó có tiền không à. Dạ dạ. Mà nó không có tiền đâu. Dạ. Ta dòm thấy nó không có tiền. Dạ. Rồi con ta đòi cái nó buồn ha, rầu cái đòi rầu buồn ha. Rầu buồn. Sinh bệnh luôn, suy nghĩ nhiều quá đó. Suy nghĩ nhiều quá con. Đúng rồi, giống vậy như đó là con, bãi tu nghiệp lắm. Thiếu tiền mà giống như cái kiểu mà mình mất uy tín đó rồi. Dạ. Cái mất uy tín rồi như mấy người kia hả, như bà nợ vậy cả 100 triệu á. Dạ. Thang con, bà đúng nói rồi. Vậy bà đúng không? Dạ, còn con... cái này thiếu như vậy nè. Thiếu cái này có chừng 10 triệu gì? Ta mười mấy triệu vậy nè. Mấy triệu ha. Rồi gì nè con, như là mất uy tín. Dạ dạ dạ. Nói không đúng. Ừ. Ngồi ghế đi, ngồi ghế đi. Thấy không? Tắm rửa mát mẻ sạch sẽ, ngon lành uống nước suối luôn. Ở trên đó nay quần áo nhóc luôn, lại đây không có quần áo. Ừ. Là anh điện lại đem lại đây. Ừ. Mát không tắm mát không? Mát, em không có bệnh đâu mà em chơi điện thoại với anh thôi. Ừ. Lên mạng thôi mà tao nói em bệnh. Ừ. Mà ra ngoài thì nói không được. Ừ. Thì mình nói điện thoại thì nói cũng một lúc nào thôi chứ đừng có cầm điện thoại hoài. Lâu lâu mình không, tại anh còn bấm cái số ông phụ cho đó. Mình kêu không, mình kêu đó. Ừ, đúng rồi. Không, em mấy người này không có biết em bấm cái này đâu. Em đâu nói chuyện đâu. Em thề chết luôn. Thì lâu lâu mình coi chút thôi chứ đừng có cầm mình nói nhảm hoài, nó không phải không tốt. Không có nói luôn. Cái sóng điện thoại nó cũng làm cho. Bây giờ vậy nè con, mình nói rồi không? Là rồi. Dạ. Ta nghe rồi. Ừ. Mình đừng có bấm nữa, mình ngủ cho thiệt là ngủ. Ừ. Ngủ rồi mình ăn. Bây giờ bấm rồi, nghỉ bấm rồi. Ăn cho no nha con. Rồi ngủ cho dữ á, ngủ cho nhiều. Chúc không cho. Mà mẹ cho em cho con chạy xe sáng đi ăn bánh cũng được nữa. Mẹ không cho. Bây giờ ba đang nấu cơm đồ ăn trong nhà cái chút đó là mình ăn cơm luôn, là mình nghỉ cho nó khỏe. Ngày mai á là mẹ chồng với cái anh gì đó, anh gì? Anh Nho. Anh Nho phải không? Anh gì đó? Anh Quang. Không, anh Nho. Ông mà chờ ông Lục lại chơi đó, em biết mặt anh đó đó. Biết được không? Thì ngày mai là ông Nho. Ngày mai là ông chở mẹ chồng của em, cái mẹ ông Lục lại hả? À. Ừ. Dạ. Là ngày mai rồi lại nói phụ nhiêu cho bà vậy đó. Rồi em muốn đi trên đó. Ngày mai ông lại rồi đó. Ngày mai ông lại. Mẹ ông. Tại ông vì Lục. Ông mới điện thoại cho mẹ với tôi là nói chuyện nãy giờ nè, là dạ. Ngày mai ông hứa ngày mai ông tới ông chở mẹ của ông Lục lại. Dạ. Nói chuyện như là phụ bao nhiêu tiền đó xong xuôi rồi đây rồi chờ vài năm đó ông Lục có ông tu thêm. Biết rồi, em biết ngay à. Em biết ngay à, mà em nói chuyện gì đi. Ừ thì chờ ông Lục cũng ông chừng nào ông ra đời thì dạ. Mới làm đám cưới được phải không? Biết rồi, em biết à. Còn bây giờ là mình đâu có ông đang tu mà đâu có làm đám cưới được. Dạ. Em dạ, biết dạ. Ngay cái vụ đó. Nói cho rồi. Ừ, thì bởi vậy. Dạ. Thì ngày mai này là tới ngày bán ngày mai này. Dạ, 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 dạ. Cho nên là em cứ an tâm ngủ nghỉ đi ha, đừng có dạ. Ngày mai là lại tới dạ. Đó. Mà không mà đừng cho anh của em đi kêu em hoài đó, em mệt muốn chết luôn. Em ở nhà làm sao đó kêu hoài luôn. Ráng ngủ, ăn. Ừ. Ráng ngủ, ráng ăn cho ngon nha. Rồi cho bên đó lại nói chuyện. Ngày mai tới, tại vì anh cũng mới nghe điện thoại nói chuyện nè.
thì ngày mai anh cũng đi theo lại luôn để nói chuyện luôn. Dạ. Tại vì ngày mai người ta mới cảnh. Dạ. Rồi bây giờ em đi làm trong nhà ha. Tại dạ. Cha đang làm đồ ăn kìa. Em biết làm đồ ăn không? Sao em không biết, tại em đâu, làm đâu? Rồi em nói chuyện đâu, hết đâu? Rồi. Đâu, vô làm sao em biết hết trơn à? Đâu, vô em biết ngay hả? Chiên hai nó làm gì đó. Em làm gì cũng bà la hết trơn. Em làm trong nhà bà la em. Đấy mà làm thế này. Làm bình thường đấy. Em làm có gì đâu. Đâu rồi. Bắt cái này nè, giặt đồ của em không được giặt luôn. Làm gì đâu, làm cho con biết rồi. Bây giờ làm đồ ăn hết rồi đó. Cha em làm rồi hết, không có gì làm đâu. Chưa được đi chợ mua bà không cho đi. Bà nói em khùng không cho cắm tiền. Thôi đừng nói vậy, đâu có. Em đâu khùng đâu. Đừng có nói vậy. Kìa lấy gì cho em uống vậy đó, em không uống. Cái này nước thuốc mẹ. Uống đi, mẹ uống đi. Bây giờ mẹ. Ba đã nấu đồ ăn rồi. Nãy chiên khô nãy rồi đó cha đó. Ê ba. Xong chưa? Mình lên rồi hay là lạc cương đấy. Cha chiên rồi. Cha chiên rồi ha, vậy lời xong hết rồi. Mà mỗi ngày em vô làm đồ ăn đó, ông ra dữ lắm. Ông cho em làm biết sao á. Gì hả? Ông theo la em cho hoài hả? Cho ông làm bình thường thôi. Em làm bình thường ở nhà đi. Giống như xin vào qua ban ngày bình thường thôi. Ngày mai cho mẹ bên đó lại rồi rồi ông nho chợ ông Lục đó. Nói chuyện nãy rồi nè, ngày mai cho ông nho chợ mẹ ông Lục lại tới đây nói chuyện nè, phụ nhiêu nè, phụ tiền nhiêu nói cho rõ nè. Rồi ông Lục ra đó. Chưa ra đâu, chừng nào biết rồi. Vài tháng ra nó biết năm, rồi năm tháng nữa lận em biết ngay. Em coi điện thoại em biết hả? Mẹ nói không có tiền đi mua đồ cho chị, không có tiền. Em nói ngồi nói chuyện đi, anh đem tiền cho. Bà không ngồi đâu, bà nói đi đâu, đi đâu kìa. Điện cho anh nó trả hết trơn rồi, thiếu nó nợ đó trả hết rồi ha. Rồi anh ở đây anh cũng ghét nữa. Vậy là trả cho vui khỏe rồi, đâu còn em đâu có lo vụ đó nữa. Anh trả lâu rồi, lo vụ đó nữa, trả hết trơn rồi, trả sạch sẽ rồi thì mình cũng nhẹ lo rồi đó. Dạ mà ngày mai cho anh lên đi ha, cho mẹ ngày mai, bên chồng rồi. Ngày mai mẹ bên chồng với dạ. Cái ông rồi em đi chợ đi bình thường đấy, cho em đi. Cái này không cho đi luôn. Nè, cho bắt xe em chết luôn. Nè, thằng nho nè, chở bà già lại nè, rồi con lại nè, con lại nè, tới nhà nói chuyện cho rồi nè. Ha con. Dạ rồi vậy là ngày mai mình đấy. Bây giờ đói bụng chưa, dọn cơm cho ăn. Đói bụng chưa? Nãy dọn cho đó rồi. Dùng chân rồi hả? Trời ơi, hủ tiếu nãy đó. Gì hả? Hủ tiếu với ông bà phê sữa. Tôi sữa cho ông Ly. Vậy là ăn uống đâu đây rồi? Mà chút em cho anh bắn cái quần áo đó lại, không có quần áo mặc nữa. Anh mua quần áo đại đó nhiều lắm mà bây giờ. Rồi đi trên đó này em áo đâu quần áo mấy bà. Rồi, để ngày mai cái anh kia anh đem lại tôi nói với ông đem vàng áo mà. Dạ, đem lại hết đây đi, em có quần áo mặc đâu. Đem quần áo lại luôn, không có quần áo. Rồi đừng bắt em đi xe đi chợ mua đồ, đừng có bắt em. Em hỏi coi anh cho em bán gạo được không. Em muốn hỏi câu này nè, nhưng mà cho bán thì em bán. Nhưng mà không bán thì em không nghĩ bán. Vậy đó. Dạ. Em muốn biết vụ này nè. Rồi vậy là ngày mai anh lại nói luôn. Lại nói luôn cho bán gạo hay không ha. Nếu mà không cho bán thì ở nhà tiếp bà mẹ ha. Dạ. Nhưng mà cho bán thì bán, nhưng mà bắt đi thì bắt đi, mà lấy đi hết trơn, không phải cho ở đây mà muốn cho đi nói cho biết gần vậy đó. Mà em không hiểu chỗ này nè. Mẹ chồng mà ở làm chi? Ở nhà mình đi, ở nhà mình đi, ba mẹ mình già nè. Ba mẹ mình già. Muốn biết vụ này nè, mà người ta tới thì mẹ nói đi đâu kìa, mấy em không hiểu luôn. Rồi anh đứng ở đây cũng khó nữa. Cho nên là ba mẹ mình già, mình ở nhà mình nói ba mẹ mình không lo lắm mà muốn đi trên đó nói cho biết gì đó mà không cho đi. Khỏi đi ngày mai người ta tới. Rồi ngày mai người ta tới, người ta nói chuyện với mình. Đại nói coi sao. Cho nó xong luôn. Nói xong luôn hay con. Ngày mai nói là xong là khỏe luôn rồi đó, là khỏe luôn rồi. Bình thường. Bình thường cái lại. Hỏi coi anh cho đi bán trên đó nữa không? Nhưng mà đi bán em đi bán. Tại anh mới 5 tháng nữa mới ra. Mà em muốn biết cái vụ mà nói đi trên trời vậy đó, em không có biết cái vụ đó. Vậy mà em tò mò mỗi ngày luôn. Nhưng quần áo đâu con, chút giặt thôi. Chút mới giặt không, bắn rồi, bắn trong này rồi em giặt đồ hết trơn, làm trong nhà sạch sẽ hết trơn luôn. Mà muốn cho bên ông chợ ông Lục lại đó. Với mẹ, bên mẹ lại nói chuyện phụ nhiêu cho mẹ vậy đó. Nhưng mà tiền đó tới tay em biết, nhưng mà đi lấy trên tìm vàng tìm gì em biết đâu. Ok, vậy là ngày mai ta đem lại, ta nói. Ta nói chuyện đâu đó rõ ràng luôn. Rồi anh mua đồ nãy còn trong đó đó, cho đem tới nhà đi đem, mua quần mặt. Đem luôn hai quần áo luôn ha. Đem hết chân luôn. Rồi. Rồi, vậy ngày mai ta đem lại luôn, nói chuyện luôn.
giờ mình ra trước mình ngồi mình uống cà phê, uống nước vậy nói chuyện đi bình thường hơn. Để đi, để đi, chút thôi dặn, chút đi. Nào, nào, trước ngồi chơi đi. Dạ, trước ngồi đi. Để điện thoại đi làm gì lúc nào cũng cầm điện thoại trong tay chứ gì. Chơi đi. Hả? Không sợ sợ nít đem đi phá. Sợ nít đem phá hả? Dạ. Lúc nào cũng giữ điện thoại kè 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 mình chân ha. Quá trời luôn là giữ điện thoại hơn là giữ người yêu nữa. Tôi như yêu trong này. Hả? Yêu con trong này. Vì người yêu làm cho nó hả? Giữ điện thoại kè 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 giống như là giữ người yêu mà. Qua ghế ngồi đi. Đây này ngồi đây đi. Uống nước suối đi nè. Làm chai đi cho mát mẻ đi. Cái đồ này đem lại đây hết trơn hả? Không có gì, không có kem, không có gì hết trơn. Để ngày mai anh kêu đem lại luôn ha. Dạ. Phía sau cái gì là chị gái của chị bị bệnh tâm thần cách đây cũng hai mấy năm. Chị ha, chị bị bệnh 20 năm. Mình là lúc 19 tuổi, bây giờ 38 này, 39 này. 39 tháng 10 ha. Đang ăn mì ha, mì xương ha. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon, ngon. Giống như một đứa trẻ thôi quý vị. Ha, giống như là một đứa trẻ vậy ha. Mai mà ai thay vô nhưng mà mơ ra thì mình tới. Đâu có đi đâu, nói lấy đi coi đâu. Hả? Nó nói mẹ lấy đi, nó đi coi đâu, đâu có lấy đi đâu. Đâu lấy gì đâu. Để thằng một tô nó khai đây vô dạ sao bắt nó. Mồm tay, ông đó nói này đem em đi coi đó, ông sóc nãy ông đó, em nghe đâu. Ngay luôn. Không có đâu. Trời ơi mày em nói. Em có bệnh đâu mà đi coi. Bởi vậy. Bệnh đâu đi ta, ai vô mình. Tại em nói là đợi bên chồng em đem quần áo lại mặc thôi, em có quần áo mắc nói điện thoại, không có quần áo mặc. Còn em không phải khùng. Đúng rồi. Yeah. Ông mất đi thả bò rồi nó này còn cho đó xe cho đó đó. Bà nói bà này nè chứ không chị. Em hiểu anh không hiểu đâu mà ăn chút chuông như thế. Mì xù mi mình ao ngang chuông nó hai ăn nó ơ. Nó cột cái chị này nè, nó cột chị này nè. Chuông cô chuông ấy bàn cách một vô luôn. Lao vô mặt đi coi như thế. Sợ chị đó đó chị đi lạc. Mấy hũ kem hồi tối ấy nó có đem về không? Có đâu, người ta lấy ra hết trơn kìa. Có đồ xúc cho thơm thôi. Sao đang vô tô rồi đó. Đem lại bây giờ còn trong mụn đó. Để đi tối hay sức. Đâu có đâu, ở trên đó hết trơn. Đi khỏi gì á? Đâu nói đó, ấy tóc nè, anh ấy tóc cho xuống vậy đó. Vuốt tóc vậy đó hả? Đâu có đâu. Tại thương điện thoại cầm dính gì đó. Thương điện thoại á. Rồi người ta muốn lấy điện thoại em la ngày ngày đó muốn lấy điện thoại em. Em không chịu. Cho mượn điện thoại coi, cho mượn điện thoại coi. Tôi mượn điện thoại này tôi đem về nhà luôn nha. Ngày mai tôi trả lại cho. Không, Nguyệt em có điện thoại không được. Sáng mai tôi đem lại tôi trả cho không, ha. Không, được. Không? Bây giờ cho điện thoại khác đi, điện thoại em cầm cho đó nãy đó của anh đó mà anh kia lấy lại. Vậy hả? Khao rin anh xịt tạc rương thay. Đừng có bấm điện thoại nữa nhiều. Thôi giờ nghỉ ngơi đi khỏe đi ha. Anh dạ. Về ha. Có gì ngày mai gặp lại ha. Rồi bye bye ha. Em không có bệnh. Đừng nói em bệnh, em không có bệnh. Đúng rồi. Ai mà nói bệnh bạ vậy, nói gì ảnh hưởng người ta. Bình thường có đâu. Rồi rồi mà đừng cho anh đi em giặt đồ giặt gì á, đừng có kêu em, kêu hoài á. Em giặt đồ em làm trong nhà cái gì vậy? Em chết luôn, em thì, lấy củi đâu cũng không được. Thì em giặt đồ được thì em có gì giặt chứ ai đâu. Em giặt đồ làm em biết làm trong nhà không à, nhưng mà không đi bán. Em muốn biết cho mấy anh bên chồng em lại nói cho biết phụ nhiêu cho mẹ. Rồi ngày mai tới. Rồi vậy đi ha, ngày mai có gì bên chồng tới với anh tới luôn, anh đem đồ tới luôn ha. Mà em coi em chơi mạng rồi là em biết rồi mà ba mẹ chưa biết. Ừ. Em biết ngay hết trơn à. Rồi ok.
về nha, quét nhà lau dọn sạch sẽ nha. Dạ. Cái gì ngày mai anh em mình gặp lại ha. Dạ. Cho anh chào ông Lục lên ăn với mẹ ăn, nói phụ nhiêu cho mẹ, đừng nói mẹ không có tiền một ngàn. Là nho chứ ông Lục ông đi học rồi ông chưa? Biết rồi ông nho đó. Nho với mẹ nha, mẹ ông Lục. Rồi, bye bye ha, tối ngủ ngon không có nói chuyện điện thoại nhiều nha. Dạ. Tại em bấm cái này hết rồi, em đâu nói gì. Rồi.